Phần tiếp theo là cắt hàng các đối tượng. Cắt hàng các đối tượng thì chúng ta sẽ sử dụng các đối tượng rất là cơ bản để chúng ta minh họa cái này. Bây giờ tôi sẽ chọn hai hình nhé, một hình là hình vuông, một hình là hình tròn. Đây, hình vuông thì hình chữ nhật, giữ Ctrl thì sẽ ra vuông. Đó, hình tròn là ellipse, giữ Ctrl thì sẽ ra tròn. Một hình xanh, một hình đỏ, hoặc là một hình vàng, một hình đỏ đây. Đấy, khác nhau về thuộc tính, khác nhau về hình dáng. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét ở trong 3 trường hợp như thế này. Thứ nhất là các hình của chúng ta giao nhau một phần. Trường hợp thứ hai là các hình của chúng ta không giao nhau tí nào, nằm cách xa nhau ra thế này. Trường hợp thứ ba là các hình của chúng ta sẽ nằm lọt lòng vào nhau. Đây, nhấn C, nhấn E luôn để giống hàng, giống như vừa nãy chúng ta vừa nói ở phần align, đúng không? Bây giờ tôi sẽ copy toàn bộ cái đống này để một chốc nữa, sau khi mà tôi giải thích xong một thứ thì tôi sẽ dán nó vào để tiếp tục diễn giải cái khác. Nhấn Ctrl C, copy. Ok, đến đây chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra. Khi tôi chọn từ hai đối tượng trở lên thì có một số thứ sẽ được kích hoạt ở trên thanh property, bao gồm các lệnh shopping, cắt hàng các đối tượng ở đây, bao gồm các lệnh group và kể cả các cái nhóm lệnh gì đây, align and distribute vừa nãy mà chúng ta vừa nói đấy. Bắt đầu từ hai đối tượng trở lên bắt đầu được hỗ trợ để làm những cái việc đó. Thế thì align và distribute chúng ta vừa mới trao đổi rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cái nhóm lệnh cắt hàng ở đây, và chúng ta sẽ bắt đầu với lệnh well, lệnh hàng. Chúng ta sẽ có 3 biến thể: hàn hai đối tượng mà chồng vào nhau một phần, hàn hai đối tượng mà không chồng vào nhau tí nào đó, và hàn hai đối tượng mà nằm lọt lòng nhau. Đấy, chúng ta sẽ xem là nó khác nhau như thế nào nhé. Thế lệnh này dùng rất là đơn giản, chọn từ hai đối tượng trở lên, sau đó thì bấm vào lệnh well, lệnh hàn. Hai đối tượng này khác nhau về hình dáng, khác nhau về thuộc tính màu, bây giờ đã được hàn vào trở thành một đối tượng duy nhất có hình dáng và chu vi giống như hình dáng và chu vi hai hình tổng gốc lúc đầu. Và nó làm sao nhỉ? Nó có thuộc tính màu thuộc về một đối tượng thôi. Trước là chúng ta có gì đây? Đỏ và vàng, đúng không? Thế và bây giờ thì chúng ta chỉ có đỏ thôi. Thế thì là nó ưu tiên cho thằng đỏ, giữ lại thuộc tính. Thế lý do gì mà nó lại giữ lại thằng đỏ ưu tiên thuộc tính? Thì cũng lại quay lại cái bài toán ưu tiên giống như vừa nãy mà chúng ta đã trao đổi thôi. Nó sẽ phụ thuộc vào cách chọn. Đây, bây giờ chúng ta xem lại cách chọn. Nếu mà vừa nãy là tôi chọn theo kiểu này, là chọn tất cả cùng một lần, thì rõ ràng tôi thấy là thằng đỏ là thằng thấp hơn và thằng đỏ được ưu tiên, đúng không? Nhưng nếu bây giờ tôi chọn đỏ này, giữ shift nhấp vào vàng này và tôi hàn, thì lúc này thằng vàng lại được ưu tiên. Như vậy là cái thứ tự ưu tiên trong Corel nó hình thành nên một cái hệ thống gồm có hai cách chọn. Đấy, chọn cả thì ưu tiên thằng dưới thấp nhất, thế còn chọn có thứ tự thì thằng nào được chọn sau thì thằng ấy sẽ là được ưu tiên. Đấy, nó sẽ áp dụng chung cho cái quá trình làm việc của chúng ta, bất kể nó là giống hàn hay là hàn. Thế thì bây giờ đấy là hàn. Chúng ta xem tiếp tới trường hợp thứ hai, đó là không chạm vào nhau thì sao? Không chạm vào nhau thì quy tắc ưu tiên vẫn thế, nhưng nó vẫn hàn hai cái đối tượng là hai mảnh khác nhau thành một đối tượng duy nhất gồm có hai mảnh nằm rời nhau ra. Trước đây nó là hai đối tượng, bây giờ nó là một đối tượng nhưng mà gồm nhiều mảnh, ở trong trường hợp này là hai mảnh, đúng không? Thế còn trường hợp mà thứ ba, hai đối tượng nằm lọt lòng nhau, theo bạn nó thành cái gì ạ? Sau khi nhấn lệnh hả? Một cái to hơn dưới, một nhóm nhỏ thì nó sẽ dưới còn một chặng sau.
Ok, lúc này thì nó, chúng ta sẽ chỉ còn lại hình to hơn thôi. Khi mà nó nằm lọt lòng nhau thì khi hàn lại thì nó sẽ chỉ còn một hình to hơn. Còn màu thì tùy thuộc vào cách chọn, có thể là đỏ, có thể là vàng, tùy theo cách chọn của chúng ta, đúng không? Đây, nếu mà chọn chung thì nó sẽ có màu của thằng đỏ, còn chọn mà có thứ tự thì có thể là nó sẽ có màu của thằng vàng. Có thể thôi, đúng không? Tùy theo là chúng ta chọn gì trước, chọn gì sau. Như vậy là chúng ta đã làm quen với lệnh đầu tiên, lệnh hàn, rất đơn giản như thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dán cái tài liệu vừa nãy vào. Ctrl V, dán. Vậy là chúng ta chuyển sang cái lệnh tiếp theo. Lệnh tiếp theo là gì? Lệnh tiếp theo là lệnh cắt, hay là chúng ta gọi nó là trim. Thì bây giờ tôi nhấn lệnh, một trong hai đối tượng này sẽ trở thành dao cắt, đối tượng còn lại sẽ trở thành đối tượng bị cắt. Đó. Hay nói nôm na, nói cho vui, một đứa thành dao, một đứa thành gà. Ok, bây giờ chúng ta bấm này, xem thằng nào thành dao, thằng này thằng gà nhé. Bấm. Trường hợp này, thằng vàng ở trên sẽ thành dao và thằng đỏ ở dưới sẽ thành gà. Thứ tự này nó có thay đổi không, vai trò có thay đổi không? Đây, chúng ta undo lại và chúng ta lại chọn này, đỏ này, vàng này. Thì lúc này thì thằng đỏ lại thành dao, thằng vàng lại thành gà. Có nghĩa là nếu không có sự lựa chọn rõ ràng thứ tự thì thằng nào ở dưới sẽ thành gà, thằng nào ở trên sẽ thành dao. Nhưng nếu mà có cái sự lựa chọn thứ tự rõ ràng thì thằng nào được chọn sau, thằng đấy sẽ thành gà và thằng còn lại sẽ thành dao. Đấy. Trong trường hợp này thì màu của hai đối tượng không có gì thay đổi cả. Đấy, mà nó chỉ gì đây? Có thằng sẽ bị cắt điểm miếng, còn thằng dao thì sẽ giữ nguyên kích thước hình dáng của nó. Còn thuộc tính đỏ vẫn là đỏ, vàng vẫn là vàng, không thằng nào bị thay đổi thằng nào cả. Thế trường hợp hai thằng nằm cách nhau thì sao? Lệnh có thực hiện được không? Tôi bấm lệnh. Thực chất là nó vẫn thực hiện, đúng không? Vẫn có cái thao tác là dao cắt. Tuy nhiên do nó không chạm vào nhau cho nên thằng dao không cắt được miếng nào của thằng gà cả. Đấy, và thằng gà vẫn còn nguyên, thằng dao vẫn còn nguyên, không thằng nào suy chuyển hết. Thực tế thì lệnh vẫn được thực hiện, chỉ có điều là không xén được nhau thôi. Đấy, nôm na đùa vui thì bảo là chém gió. Đấy. Thế còn trường hợp hai thằng lọt lòng thì sao? Hai thằng lọt lòng thì khi mà chúng ta thực hiện lệnh như thế này thì thằng trên sẽ cắt thằng dưới nếu như mà chúng ta thực hiện lệnh. Nhưng nếu mà chúng ta chọn có thứ tự ưu tiên trước sau, ví dụ thằng đỏ chọn trước, thằng vàng chọn sau, nothing trên, lệnh này không thực hiện được. Nó chỉ cho phép là hai thằng cắt nhau, nếu mà giao với nhau một phần thì to nhỏ gì nó không quan tâm, cứ đúng luật là cắt. Nhưng nếu mà hai thằng lọt hẳn lòng vào nhau thì chỉ có thằng bé mới đục thủng lòng thằng to được thôi. Còn thằng to thì lại không cắt được thằng nhỏ mà nằm lọt trong lòng nó. Thì lệnh cắt này thì các bạn lưu ý một tí về nếu mà lọt hẳn lòng nhau thì chỉ có thằng bé nằm trên cắt được thằng to thôi. Nếu thằng bé nằm dưới có được không? Đây, tôi chuyển xuống dưới cùng là cái gì nhỉ? Chúng ta vừa mới nói với nhau rồi nhỉ? Shift và down, đúng không? Đưa xuống dưới. Ok, bây giờ tôi chọn theo kiểu gì đây nhỉ? Chọn cả như thế này, tức là không phân biệt trước sau. Lệnh này thực hiện được không? Nothing change. Đó. Đấy. Nhưng mà thằng đỏ xuống dưới. Đấy, thì chọn theo kiểu này thì lúc đấy thằng vàng lại cắt được thằng đỏ. Đấy, nhắc ra thấy thủng bụng bằng đúng cái kích thước của thằng ở phía trên. Như vậy là riêng cái lệnh mà cắt, riêng cái lệnh cắt này thì chúng ta cực kỳ chú ý rằng là trường hợp mà nằm lọt lòng nhau, chỉ thằng bé được phép cắt thủng bụng thằng to ra thôi, còn thằng to tuyệt đối không cắt được cái thằng bé đang nằm lọt lòng cho nó. Đây là lệnh cắt. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét tới trường hợp thứ ba. Trường hợp này được gọi là intercept. Intercept thì không thằng nào mất đi màu nào cả. Đấy,
và cũng không thằng nào bị đồng hóa cả. Mà trong trường hợp này là nó sẽ phát sinh ra thêm thằng thứ ba. Đấy. Đây là bố này, đây là mẹ này. Đó. Và trong trường hợp này thì kết hợp hai đối tượng này sẽ sinh ra một thằng con. Thằng con này giống bố hay giống mẹ thì tùy vào cái cách mà chúng ta chọn. Đây, các bạn xem. Chọn cả hai đối tượng này. Sau đó chúng ta chọn lệnh intercept. Có một đối tượng mới được sinh ra. Đối tượng mới này sinh ra nó sẽ có vị trí và có hình dáng nằm đúng vào vị trí mà hai đối tượng này giao nhau. Đây, tôi nhắc ra một chút cho các bạn nhìn thấy. Đúng phần giao nhau luôn. Đúng diện tích như thế, đúng hình dáng như thế. Còn thuộc tính thì nó theo hình vuông là thằng bố, đúng không? Thế thì trong trường hợp này thì chúng ta thấy là nó đang ưu tiên thằng bên dưới. Là do cách chọn của chúng ta thôi. Chúng ta chọn không có thứ tự trước sau thì cứ thằng nào nằm dưới, thằng ấy sẽ được ưu tiên thuộc tính. Và cái đối tượng mới phát sinh ra sẽ được mang thuộc tính của thằng nằm dưới. Còn nếu mà chúng ta chọn có gì đây nhỉ? Có thứ tự, thằng đỏ chọn trước, thằng vàng chọn sau. Thì lúc này intercept sẽ cho ra một đối tượng mới cũng vị trí như thế, nhưng màu thuộc tính của nó thì sẽ theo thằng nằm trên do cái thứ tự ưu tiên là thằng vàng được chọn sau. Đấy. Trường hợp này thì sao? Không giao nhau. Không giao nhau thì không phát sinh ra bất cứ cái gì cả, đúng không? Phải giao nhau thì nó mới có được cái điều kiện cần và đủ là gì đấy? Tôi phải có cái phần giao nhau này để tôi xem nó giống hình gì, nó có diện tích ra sao thì tôi mới phát sinh ra cái thằng mới được. Khi hai thằng không giao nhau có nghĩa là điều kiện cần đã không có rồi, đủ cũng không có nốt thì bây giờ lệnh này không thực hiện được. Đây, chúng ta nhập lệnh thông báo ngay là nothing change, đúng không? Hay là nếu mà kiểu máy mà vui vui, máy mà nó biết nói theo kiểu người ấy, nó chửi âm lên ngay, mà sao mày ngu thế. Đấy, thế còn hai thằng này thì sao? Lọt lòng nhau thì theo bạn nó ra cái gì? À đúng rồi. Đấy, còn màu thì nó theo đỏ hay theo vàng thì tùy theo cách chọn của chúng ta, đúng không? Nó sẽ tạo ra thêm một thằng con nữa. Tại vì giao nhau chính là bản thân thằng con rồi. Đây. Nhắc ra, chúng ta sẽ có thằng đỏ. Đấy, còn nếu mà chọn đỏ trước, vàng sau, intercept, nhắc ra, chúng ta sẽ có thằng vàng. Thế đấy là intercept. Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp trường hợp thứ tư. Simplify. Simplify thì trong trường hợp này chúng ta sẽ bổ sung thêm một đối tượng nữa vào để cho nó rõ vấn đề hơn. Tôi bổ sung thêm một polygon vào đây. Cũng đặt nó vào trong 3 trường hợp. Một là giao tất cả cùng giao nhau. Đó. Hai là tất cả cùng không giao nhau. Và thứ ba là tất cả giao nhau nhưng mà lọt lòng. Bây giờ chúng ta xem này, trường hợp thứ nhất, mỗi thằng giao nhau một tí, thì Simplify nó sẽ cắt ở những phần giao nhau ra. Nhưng mà theo nguyên tắc là ưu tiên thằng trên cùng. Đấy. Rất giống xã hội là gì đấy ạ? Thằng trên này sẽ xẻo của thằng vàng dưới nó một tí, xẻo của thằng đỏ dưới nó nhiều hơn một tí, cứ giao ở đâu là nó sẽ cắt. Đấy. Nhưng thằng vàng này bị thằng xanh ở trên cùng xén mất một tí rồi thì chính nó lại gì đấy, xén thằng đỏ nằm dưới nó. Đấy, cứ thằng trên là thằng dưới đâu nộp thuế cho tao. Đó. Cứ thế mà làm thôi. Thằng trên là sẽ thu của thằng dưới. Đấy, thằng dưới cùng thì bị tất cả các thằng nằm trên nó, mỗi thằng xẻo một miếng, cứ giao nhau ở đâu là nó xẻo đi ở đấy. Thế còn trong trường hợp mà các thằng này mà không chạm vào nhau, lệnh này thực hiện được không? Lệnh này có thực hiện nhưng mà không thằng nào sứt mẻ cả. Đơn giản là vì các ông có gặp được nhau đâu mà đòi thu của nhau. Đó, tức là lệnh thì cứ phát ra, tao muốn mày phải nộp cho tao đường này, nhưng cuối cùng có gặp được nhau đâu. Cho nên là đấy là chỉ
công văn giấy tờ thôi, nhưng mà không đưa đến nơi thì sẽ không có thằng nào nộp cho nào cả. Đây, bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy rằng không có bất cứ một lệnh phản hồi nào rằng là được hay không được cả. Đấy, lệnh vẫn âm thầm thực hiện nhưng mà sẽ không thằng nào cắt thằng nào hết. Thế còn trường hợp này thì sao? Đương nhiên là đục rồi, đục suốt từ trên xuống dưới. Đây, thằng này thực ra là nó đục cả hai, đục cả thằng vàng, đục cả thằng đỏ ở cái phần mà giao nhau. Nhưng do cái thằng vàng này nó cũng đục thằng đỏ tiếp một nhát nữa, mà cái đục của nó thì lại lớn hơn, cho nên chúng ta không thấy dấu vết đục của thằng xanh đối với thằng đỏ nữa, mà chúng ta sẽ thấy là thằng đỏ bị khoét một nhát lớn hơn theo cái thằng vàng này. Đấy, vẫn cứ quy tắc là thằng trên ăn thằng dưới, miễn là cứ chồng vào nhau một cái là sẽ bị xén luôn. Còn duy nhất có thằng ở trên là không bao giờ bị mất đi miếng nào. Đấy. Bây giờ tiếp tới là hai lệnh front minus back và back minus front. Hai cái lệnh này thì là chúng ta có thể nói nôm na luôn là thằng Corel học theo, nhái theo thằng Illustrator ở hai cái lệnh này. Đấy. Và riêng hai cái lệnh này thì nó không quan tâm tới cái vấn đề là cách chọn nữa, mà nó chỉ ưu tiên có vấn đề tầng thứ thôi. Các lệnh thường của Corel thì vẫn cứ có cái sự so đo giữa là chọn cả một lúc hay là chọn thằng nào trước, thằng nào sau. Nhưng mà riêng hai cái lệnh nhái của thằng Illustrator thì nó tuân theo đúng kiểu của thằng Illustrator. Có nghĩa là tôi chỉ tôn trọng vấn đề là thằng nào trên, thằng nào dưới. Thế thôi. Còn chọn trước, chọn sau không thành vấn đề. Đây, các bạn quan sát. Chọn cả hai thằng, đúng không? Nhấn lệnh front minus back. Thằng dưới cắt thằng trên, cắt xong một cái là hủy, vứt con dao cắt đi luôn. Chỉ còn lại thằng trên bị cắt mất miếng. Bây giờ chúng ta thử lại theo cái logic vừa rồi nhé. Đó là thay đổi thứ tự chọn, đúng không? Chọn đỏ này, chọn vàng này, như thế nhá. Ctrl Z lại, chọn vàng này, chọn đỏ này, vẫn thế. Có nghĩa là nó không quan tâm gì đến cái chuyện chọn trước chọn sau cả. Nó chỉ để ý là thằng nào cắt thằng nào trên, thằng nào dưới, thế thôi. Thế còn trường hợp mà hai thằng nằm cắt nhau, nằm cách nhau ra, thực ra nó chỉ khác nhau ở cái gì đây nhỉ? Khác nhau so với lệnh trim là thứ nhất là nó sẽ chỉ tôn trọng một cách chọn thôi. Đấy. Và thứ hai là một thằng thì cắt xong thì dao vẫn tồn tại đấy, tức là tang vật, vật chứng là vẫn đủ hết. Còn thằng này là cắt xong một cái là nó vứt dao đi ngay, không còn dao cắt nữa. Đấy. Đây, cắt. Đấy. Kể cả trường hợp này là không cắt được miếng nào, nó cũng hủy dao đi ngay, cũng chỉ còn lại cái đối tượng này nguyên vẹn này. Còn trường hợp này thì sao? Theo các bạn sao nhỉ? Cắt được không? Trường hợp này không cắt được. Thằng dưới cắt thằng trên mà lọt lòng, thằng dưới to hơn thì sẽ không cắt được. Đấy. Nhưng nếu mà chúng ta gì đây? Đổi chỗ này, đuổi thằng này xuống dưới này, ship bắt đầu đưa xuống dưới này, thì lúc này lại đục được. Đấy. Chỉ thằng bé cắt được thằng to trong trường hợp lọt lòng, bất kể nó là lệnh trim hay là back minus front hay front minus back, thì nó nếu mà lọt lòng thì chỉ thằng bé cắt được thằng to thôi. Thế còn lệnh này thì là ngược lại nhá. Vừa nãy chúng ta vừa mới nói tới lệnh gì đây nhỉ? Front minus back, còn đây là ngược lại là back minus front. Thì khi tôi thực hiện lệnh này thì thằng trên sẽ thành dao cắt thằng dưới. Đấy, và cắt xong cũng hủy dao luôn. Trường hợp này không dính dáng gì đến nhau, không cắt được cũng hủy dao. Trường hợp này thì cắt luôn, không phải bàn, tại vì là dao đang là vật bé hơn. Đó. Ok. Thế và chúng ta còn có thêm một lệnh này nữa. Lệnh này là lệnh mang tính cũng độc quyền, cũng tương đối mới trong số các lệnh của Corel. Đấy là Grid Boundary. Cái lệnh này thì nó sẽ phát sinh ra một đối tượng mới. Và đối tượng mới này thì có chu vi, có hình dáng bằng đúng chu vi hình dáng các cái đối tượng gốc, nhưng mà nó không có thuộc tính về bề mặt. Đấy, cũng không vàng. Đây, xin lỗi, chọn từng cặp vào nhé. Không vàng cũng chẳng đỏ, nó chỉ có cái hình giống như thế, có chu vi màu đen thôi.
Thế còn các bạn muốn tô nó vàng hay đỏ thì tùy các bạn, hoặc là một bất kỳ một màu nào khác. Đấy, cách nhau ra cũng có thể làm grid boundary được, và chồng vào nhau thì nó sẽ chỉ có hình dáng của thằng to hơn. Đấy, đây là kết quả của các lệnh thuộc nhóm shaping vừa rồi, chúng ta cắt hàng các đối tượng. Và cuối cùng sẽ có một lệnh rất đặc biệt được tách riêng ra nằm một mình một cửa. Đấy là lệnh combine. Nó cũng thuộc về những cái lệnh cắt hàn này, nhưng do thằng này nó có thuộc tính đặc biệt hơn một tí cho nên là nó được tách riêng hẳn ra. Chúng ta xem combine nó tạo ra cái gì nhé. Nhấn combine, các đối tượng chồng vào nhau một phần. Ok, từ hai đối tượng với hình dáng và thuộc tính khác nhau, bây giờ nó sẽ kết hợp lại thành một đối tượng mới có chu vi giống như là chu vi của hai thằng gốc, có diện tích tổng thì bằng diện tích của hai thằng trừ đi phần giao nhau. Thực ra thì các bạn xem cái này thì các bạn sẽ hình dung ra cái complex star chính là cái trò này đây, giao nhau và đục ra ở phần giao. Đây này, nhìn lại cái complex star nhé. Đấy, nó chính là những cái thằng được vẽ ra giao nhau và nó sẽ đục thủng cái phần giao nhau này ra đây này. Hai thằng này thì sao? Đưa về cùng một thuộc tính, chu vi hình dáng giống nhau nhưng do nó không giao nhau cho nên nó không bị đục ra. Còn thằng này thì sẽ bị đục thủng bụng ra. Còn thuộc tính ưu tiên thì nó theo quy tắc cũ là do thứ tự trên dưới hoặc là do cách chọn. Đấy, hoặc vàng hoặc đỏ thì do chúng ta chọn. Thế bây giờ chúng ta mới xem cái thằng tại sao lại có cái sự đặc biệt tách nó ra khỏi nhóm. Thì đây, chúng ta xem lại cái ví dụ này thì để chúng ta phân biệt nó giữa hai thằng nhé. Chúng ta làm thử hai trường hợp này, tại vì chúng ta thấy nó vừa giống vừa khác. Đó là lệnh gì đây ạ? Lệnh well và lệnh combine. Lệnh well chúng ta dịch nôm na ra là hàn. Đó, combine này thì gọi là kết hợp. Thì khác, hai thằng có điểm khác nhau như nào, giống nhau như nào? Chúng ta làm từng cặp một nhé. Combine, well, combine, well, combine, well. Ok, vậy thì khác nhau ở cái gì? Cùng là từ các cái đối tượng khác nhau kết hợp lại thành một đối tượng chung. Đấy, nhưng mà một thằng thì nó cứ giao nhau là cắt thủng nhau đi, còn phần nào không giao nhau thì hai trường hợp này đều giống hệt nhau. Tuy nhiên, nó còn có một cái điểm hơi khác biệt nữa là như thế này. Đối với các đối tượng combine thì bao giờ nó cũng có một lệnh ngược lại. Đó là lệnh break. Lệnh break cho phép tháo rỡ những cái đối tượng đã được combine ra, trả về cái diện tích và hình hài ban đầu của nó, vốn có của nó. Thuộc tính thì không trả lại được. Đây, nhưng mà riêng về diện tích và hình hài thì nó trả lại được. Đây, tách này. Đây là một hình vuông và một hình tròn gốc ban đầu. Đấy, nó sẽ trả về y xì nguyên. Thằng này cũng tách ra được. Thằng này cũng tách ra được. Đây, nhắc ra chúng ta sẽ thấy đầy đủ. Nhưng riêng về well ấy thì có trường hợp tách được, có trường hợp không. Những trường hợp nào đã chồng vào nhau rồi thì well không thể tháo ra được nữa. Chỉ trừ trường hợp duy nhất là trường hợp mà well rồi nhưng mà nó lại nằm tách thành hai mảnh khác nhau thì riêng trường hợp này có quyền tách ra. Còn các trường hợp đã chồng vào nhau, kể cả là 1mm, nửa mm cũng đừng hòng mà tách ra được nữa. Đấy, thì đấy là cái điểm khác nhau giữa cái lệnh well và lệnh combine. Như vậy là chúng ta đã làm quen với cái nhóm lệnh shaping, nhóm lệnh cắt hàn các đối tượng ở trong Corel. Thế thì các kiến thức từ đầu đến giờ đủ để bắt đầu chúng ta làm một số yêu cầu, làm một số bài tập rồi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu ôn luyện
và vận dụng nó để chúng ta làm một số thứ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm mấy cái yêu cầu như này. Thứ nhất là các bạn vận dụng tất cả những kiến thức mà chúng ta đã trao đổi với nhau. Làm cho tôi một số chữ cái. Chữ cái nó chỉ là cái cớ thôi, nhưng mà nó sẽ giúp các bạn vận dụng được tất cả những cái kỹ năng mà chúng ta đã trao đổi từ đầu đến giờ. Đây, bây giờ tôi sẽ demo nhanh một vài cái nhé. Việc đầu tiên là tôi sẽ vẽ ra một cái hình chữ nhật. Tôi coi đấy là thành mẫu. Sau đó tôi Ctrl C copy để giữ thành mẫu này. Sau khi làm xong một chữ, tôi sẽ lại Ctrl V dán vào để các chữ nó sẽ có độ cao, độ rộng tương đối giống nhau. Chúng ta có các cái chữ ở trong bộ chữ cái là theo những dáng gì nhỉ? Dáng thẳng, đơn giản. Chúng ta có Y ngắn này, có T này, có L này, có E này, có H này, ví dụ như thế, có F này. Đấy là những cái chữ mà nó tuyền là dáng thẳng thôi. Đó. Chúng ta có chữ dáng tròn, tiêu biểu là chữ O. Đó. Rồi chữ C kết hợp giữa tròn và xiên. Đấy là chữ Q. Giữa tròn và thẳng là chữ G. Đấy. Giữa tròn và thẳng là chữ U. Rồi P rồi D. Đấy, ví dụ như thế. Chữ chéo thì chúng ta có X. Chéo với thẳng thì có thể là Y dài. Tròn không thôi thì có chữ SC. Đấy. Vừa thẳng vừa tròn vừa xiên thì chữ R. Tức là có rất nhiều kiểu chữ dáng chữ khác nhau. Bây giờ chúng ta chỉ mượn cái bộ chữ đó để chúng ta lấy cớ, chúng ta ôn luyện tất cả những cái gì mà chúng ta đã nói với nhau. Ví dụ nhân bản một đối tượng thì trước đó thì tôi đã giới thiệu cái cách là dịch nó đi một vị trí và nhấp chuột phải để nhân bản rồi, đúng không? Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng những cái lệnh rất là cơ bản, đó là Ctrl C copy, Ctrl V dán vào thì nó sẽ dán một cái bản sao đúng cái vị trí, đúng tọa độ của bản gốc và nằm đè lên phía trên. Và còn thêm một cái lệnh nữa, đó là nếu như các bạn sử dụng bàn phím số ở bên ở trên máy tính thì các bạn có thể chọn một đối tượng. Điều kiện là gì? Các bạn sử dụng công cụ Quick Tool và các bạn nhấn phím cộng. Cứ mỗi một lần nhấn phím cộng như thế thì nó sẽ sinh ra một bản sao nằm đè lên trên bản chính. Vừa rồi tôi vừa nhấn một cái nhé, đúng không? 2, 3, 4, 5. Bây giờ nhắc ra xem thử có bao nhiêu đối tượng nào. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đối tượng này là đối tượng mẫu rồi. Nếu nhắc ra không còn cái gì dưới nó. Đấy là một cách nữa để mà chúng ta nhân bản các đối tượng. Bây giờ chúng ta sẽ xem thử nhé. Ví dụ một chữ rất là đơn giản thôi. Tôi muốn làm chữ T. Đầu tiên là nhân bản này. Đây là một kiến thức. Nhắc ra chuột phải. Đó. Bây giờ tôi muốn quay một đối tượng một góc chính xác bao nhiêu đó. Tôi sẽ nhập tham số vào đây. Nhập 90. Enter. Vậy là kiến thức thứ hai là quay đối tượng. Thứ ba là kiến thức mới rồi chúng ta vừa trao đổi, đó là dòng hàng. Chọn cả hai đối tượng. Sau đó tôi nhấn T là 1 này là để lên bằng đỉnh này. Nhấn C là 2 này là để vào tâm này. Trông bắt đầu ra dáng chữ T rồi. Nhưng mà chữ T thì điểm đặc biệt của nó là cái thanh ngang ngắn hơn thanh đứng. Do đó tôi phải điều chỉnh bằng cách là chọn thanh ngang. Transform thì các bạn biết rồi. Đó là tôi bấm vào một trong các cái điểm điều khiển ở đây và tôi có kéo. Tuy nhiên trong lúc mà giảm thì tôi có nói với các bạn là gì đây? Nếu tôi giữ shift trong quá trình kéo thì nó sẽ tạo ra một cái thao tác tương tác, đúng không? Đầu này co vào bao nhiêu hoặc duỗi ra bao nhiêu thì đầu kia nó cũng co vào và duỗi vào bấy nhiêu theo chiều ngược lại. Vậy thì tôi chỉ cần kéo một đầu thôi thì đầu kia nó sẽ kéo theo. Và cái đầu chữ T tôi chỉ cần chỉnh một bên nhưng bên kia nó cũng cân đối theo. Đến đây thì chúng ta làm việc với lại cái thao tác gần nhất mà chúng ta vừa mới nói, đó là hàn, well. Hàn vào, tôi sẽ có chữ T, đúng không? Nhắc ra, vậy là đây là chữ đầu tiên tôi có thể làm. Bây giờ lại dán vào Ctrl V, đúng không? Bây giờ tôi nhân bản này.
Ví dụ một, đây nhắc lại luôn này, Ctrl R vừa nãy này đã nói này, nhân và A thành 3 này, đúng không? Giữ an này, vẽ nhẹ một cái, chọn vào đây thì chọn được cả 3, đúng không? Xoay đi 90 độ ngang này. Bây giờ chọn hết tất cả cái đống này, L, left. Vậy thì tôi có gì đây? Giống hàng đều vào bên trái, đúng không? Thằng này với thằng đứng, T, lên đỉnh. Thằng này với thằng này đứng, B, bottom. Thằng này với thằng này đứng, E, giữa. Nhấn an, chọn cả lũ này. Bây giờ tôi chỉ cần kéo một cái thì tôi kéo vào 3, thu lại cho đến khi nào mà tôi tạo ra được chữ E. Hàn vào, đây là chữ E, đúng không? Tròn nhé. Giữ Ctrl để tạo thành ellipse với tỷ lệ 1:1. Đó. Bây giờ giữ Shift, thu đều vào trong hoặc ra ngoài tùy ý. Lúc này thì nó đồng tâm đồng dạng. Đến vị trí mà chúng ta cảm thấy hài lòng rồi, chuột phải để nhân bảng. Sẽ có hai cách, ba cách, đúng không? Một, nếu như mà chúng ta chọn lệnh gì đây ạ? Trim thì sẽ dùng thằng nhỏ cắt thằng to, sau đó thì lại phải hủy thằng nhỏ đi. Nếu sử dụng combine thì là giao nhau đâu thì đục nhau ở đấy, đúng không? Hoặc là sử dụng gì đây ạ? Back minus front, cắt xong thì vứt con dao đi thì sẽ rỗng lòng. Đây, đây. Nhưng mà cách tốt nhất và không bao giờ sai lầm đó là combine. Thì chúng ta sẽ tạo được chữ O. Tương tự như thế, bây giờ tôi lấy chữ O này, tôi biến thể nó ra thành chữ C chẳng hạn, thì lại vẽ một hình vuông, chọn hình chữ nhật, đúng không? Giữ Ctrl vẽ cho nó thành hình vuông, quay nó đi một góc 90 độ. À xin lỗi, 45 độ thôi. Chọn cả hai thằng, giống hàng E. Vậy thì nó sẽ bằng ngang nhau. Dịch thằng này đi. Trong lúc dịch thì giữ phím Ctrl để cho nó không bị di dịch lên trên hoặc xuống dưới. Cắt đi. Thì chúng ta sẽ có C. Tương tự như thế, nếu như bây giờ không phải là cái hình đấy cắt đi nữa, mà chúng ta vẽ một hình chữ nhật rồi chúng ta hàm nó vào theo cái đường chéo chéo thì nó sẽ là chữ Q. Đấy, đại loại nó sẽ là như thế. Thế bây giờ các bạn sẽ được yêu cầu làm 4 bài tập. Tất cả. Bài đầu tiên là bộ chữ. Không nhất thiết phải làm hết tất cả các chữ cái đâu. Mỗi một cái dáng chữ, hoặc thẳng, hoặc nghiêng, hoặc xiên các thứ, thì mỗi cái các bạn làm cho tôi chỉ cần tối đa 2 chữ là được rồi. Là đủ thành thục các cái thao tác về nhân bảng, xoay lần, cắt hàm rồi. Đấy là yêu cầu với chữ. Yêu cầu thứ hai là chúng ta sẽ làm một cái logo nhà xuất bản giáo dục. Do chúng ta chưa học tới các công cụ vẽ, tôi chỉ yêu cầu làm cái phần chữ ở trên. Đây, bây giờ chúng ta xem thử cái này nhá. Hình này. Đó. Bây giờ các bạn sẽ xem này, logo này, nhà xuất bản giáo dục này, đây, đúng không? Các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta có cái logo chữ G, chữ D. Đó. Bây giờ dùng các cái lệnh cắt cắt hàn hàn như thế nào để cho tạo ra được cái logo này một cách nhanh nhất có thể, bằng các lệnh cắt hàn, giống hàn, xoay lật của chúng ta. Chỉ dùng hai yếu tố là hình chữ nhật và hình tròn thôi. Đấy, làm sao xử lý ra được cái này một cách nhanh nhất, chuẩn nhất có thể. Đấy là yêu cầu thứ hai. Yêu cầu thứ ba là gì? Yêu cầu thứ ba là vòng tròn Olympic. Làm sao để có thể lồng được vào nhau? Cái này thì nó liên quan tới tạo hình thì ít, nhưng mà liên quan tới khái niệm tầng thứ và cắt hàm là nhiều.
tại vì một vòng tròn thì vẽ ra như thế này thì quá dễ rồi, đó, vẽ giống như làm chữ O thôi, làm chữ O được là làm ra một cái vòng này. Nhưng mà bây giờ nó liên quan tới cái vấn đề tầng thứ. Quay trở lại với cái bài này thì chúng ta thấy rất rõ đó là một đối tượng hoặc là nằm trên đối tượng nọ hoặc là gì đây ạ, nằm dưới đối tượng kia, đúng không? Nhưng mà trong khi chúng ta đang nhìn vào trong này, chúng ta lại thấy là à, vòng đỏ này thì chỗ này thì nằm đè lên vòng vàng, nhưng mà ngược lại thì chỗ này lại nằm dưới vòng vàng, có nghĩa là nó vừa nằm trên vừa nằm dưới cái hàng kia. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm cách nào để chúng ta giải quyết vấn đề là tầng thứ để cho một thằng là vừa nằm trên vừa nằm dưới thằng khác như thế? Tất nhiên về mặt logic thì không có đâu, tại vì là chúng ta biết rất rõ rằng là hoặc đối tượng này đưa lên trên hoặc đối tượng này đưa xuống dưới. Vậy thì ở đây chỉ là vấn đề là thủ thuật lừa thôi. Thế lừa như thế nào? Thì chúng ta sẽ vận dụng tất cả những cái gì mà chúng ta đã trao đổi, cố gắng lừa mắt mọi người làm sao để cho ra được. Không nhất thiết các bạn phải làm cả 5 vòng, chỉ cần làm được hai cái vòng lồng vào nhau như thế thì có nghĩa là bài toán 5 vòng lồng nhau nó cũng vậy thôi. Đấy là yêu cầu thứ ba nhé, hơi nặng về tầng thứ và cắt hàm một tí. Và bài cuối cùng mà yêu cầu đó là âm dương. Âm dương chính là một vòng tròn chia làm hai phần âm dương như thế này. Thế thì bây giờ làm cách nào để chỉ từ một cái đối tượng là công cụ ellipse thôi, làm thế nào để làm ra được cái hình này? Cũng tất cả những cái gì mà chúng ta đã trao đổi từ buổi thứ nhất đến đây hoàn toàn đủ để cho chúng ta làm tất cả những cái bài mà tôi yêu cầu này. Vấn đề là chúng ta hiểu đến đâu và chúng ta vận dụng nó một cách linh hoạt đến đâu thôi. Còn công cụ và lệnh chắc chắn đủ rồi. Đấy. Thì bây giờ các bạn bắt tay vào thử nghiệm. Tất nhiên là bây giờ thì sẽ tự bơi thôi, tôi sẽ đạp tất cả xuống bể. Thế còn bơi nhanh, bơi chậm hay là chết đuối thì tự tùy với mọi người. Thế còn đến đoạn nào mà không thể bơi được nữa thì bảo thầy ơi quăng phao, thì lúc ấy thì tôi sẽ hướng dẫn. Còn bây giờ thì cố gắng thử vận dụng nhanh nhất những cái gì mà chúng ta sáng tạo nhất, những gì mà chúng ta vừa trao đổi, xem là chúng ta bơi được xa đến đâu đã.